Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định lùi thời gian điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 7 tháng 8 theo kế hoạch ban đầu sang ngày 29 tháng 8. Thời gian kết thúc thay đổi nguyện vọng là 17 giờ ngày 5 tháng 9. Chậm nhất là ngày 26 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với khối ngành sức khỏe và sư phạm. Trong khi kế hoạch cũ là ngày 3 tháng 8, các trường thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo quy chế tuyển sinh từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 9, lịch cũ là từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 8. Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 16 tháng 9, lịch cũ là 23 tháng 8 để đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho những thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp do không thể tham dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 được tham gia xét tuyển đại học và cao đẳng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường thực hiện điều chỉnh, bổ sung phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh dành riêng cho đối tượng thí sinh đặc cách